Hello, xin chào mọi người, lại là Lê Bống Review Phim đây. Hôm nay Bống sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay, bộ phim Xin Phép Được Bắt Đầu. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1795 tại Ấn Độ. Công ty Đông Ấn tấn công vào đây với tư cách là thương nhân và xâm lược tất cả những quốc gia chúng đặt chân tới. Chỉ duy nhất có một vương quốc là không bị sáp nhập vào, đây là quốc vương và con trai của ông. Thấy bọn công ty Đông Ấn đang ức hiếp dân lành liền ra tay chém bỏ. Ban đêm quốc vương đến nơi sản xuất vũ khí, ông kêu gọi các chiến binh đứng lên đấu tranh với công ty Đông Ấn, nếu không họ cũng sẽ trở thành nô lệ như các vương quốc khác. Đột nhiên có một vị khách không mời mà đến, đó chính là Messi, kẻ đứng đầu công ty Đông Ấn. Gã ta lấy ra một cuốn sổ và đọc một bài thơ ngụ ý con ông đang bị bắt. Biết không ổn, quốc vương lấy hàng nóng giấu dưới bàn chĩa vào Messi, gã ta từ từ nhìn xuống phía dưới. Cảnh tượng hoàng tử đang bị cột trước họng đại bác, vì tính mạng của con nên ông đành buông vũ khí chấp nhận điều kiện của Messi. Nhưng khi vừa ký kết xong thì lươn chúa Messi lại ra lệnh châm lửa chém người. Vợ của ông cũng không tránh khỏi tai ương này, quốc vương phía này cũng bị bắn trúng nhưng vẫn xử được thêm hai tên. Lần này, đạo diễn Ấn Độ bảo rằng chúa không phù hộ cho em đâu, quốc vương ăn thêm vài phát đạn ngục xuống đất. Phía sau cô công chúa Diana đã chứng kiến tất cả, may mắn Messi chưa tiễn cô đi gặp bố mẹ luôn. Phía ngoài thành Dương Cụt cưỡi thần điêu và vác thêm song đao xông vào ứng cứu. À tôi nhầm, là Lơ Mi Zaman, chiến binh mạnh nhất của vương quốc và không cụt chi như Dương quá. Lúc Diana chuẩn bị đăng xuất ra khỏi trái đất thì súng của Messi bị bắn văng đi, chiến thần đạo diễn ra lệnh cho binh lính bắn ngỏm hết, hơn 100 viên đạn bắn ra mà không dính được một viên nào. Diana nghe tiếng gọi liền nhảy từ trên tường thành xuống bằng cái dây thừng mà đạo diễn cột sẵn cho, Diana đáp chính xác xuống con ngựa và chạy thoát. Còn vương quốc cũng chính thức sụp đổ từ đây. Tất cả chìm vào quên lãng sau 11 năm. Bọn người Đông Ấn bấy giờ ép người dân chỉ cần đi trên mặt đường là phải nộp thuế. Đột nhiên có một thanh niên cưỡi ngựa lao thẳng qua chốt mặc kệ lính canh. Anh ta chính là Forden, một tên ngoại quốc bịp bợm. Đoàn người phía sau vì đang có việc gấp nên ngỏ ý muốn trả tiền cho để qua cho lẹ. Forden xin được đi cùng góp vui vì không muốn nhận tiền không công. Đến một con suối mọi người dừng chân lại nghỉ ngơi, anh thổi sáo để mua vui cho đám đông. Đột nhiên phía bên kia dòng suối bắt đầu xuất hiện đám cướp. Bọn chúng bất ngờ tấn công nhưng lại bỏ qua Forden, thì ra chính anh ta gọi bọn chúng tới. Nhưng cướp cũng có tâm chỉ cướp đồ không hấp diêm hay cướp mạng, còn khuyên người ta giả ngỏm để cho yên. Chia lợi nhuận xong đường ai nấy đi nhưng đám cướp lại bị mai phục, chưa kịp vui thì cả bọn lại bị tóm. Hóa ra lại là Forden rất mũi bắt bọn cướp, làm ăn như ông này ăn hết các đường mà vẫn sống tốt. Tới đoạn chia tiền lại nước mắt cá sấu xin thêm, bà ngoại mới mất nên cần tiền ma chay. Ở nhà bà vẫn còn sống hắt xì liên tục, chửi lẹ, mẹ thằng nào nói xấu tao vậy. Tại bến cảng, lão thương nhân nhà giàu đang muốn vận chuyển những pho tượng siêu to khổng lồ, nhưng người ở đây làm khó không cho qua cửa. Từ đâu trong cơn mưa các pho tượng hóa ra một đám người. Đó chính là Lơ Mi Zaman đang cầm đầu bọn cướp đánh chiếm con tàu và còn có cả công chúa. Lơ Mi Zaman xông lên đầu tiên chém hết tên này đến tên khác với cặp đao chất lượng của mình, còn Diana thì bắn cung nhanh hơn cả súng. Đám cướp cũng bị lính bắn rụng mất mấy mạng, thấy thế Diana liền lộn cầu vòng bắn một phát xiên thẳng 4 tên. Cô chuyển vị trí lên cao hơn để dễ dàng hỗ trợ mọi người. Chiến thắng vẫn luôn hướng về Lơ Mi Zaman. Đám lính sợ hãi đánh không lại liền nhảy xuống biển chạy nẹ. Trên tàu đã đánh xong mà lính canh trên bờ giờ mới tới. Quá muộn rồi, Lơ Mi Zaman bắn một quả đạn pháo về phía chúng, cả đám lính tan thành khói bụi. Messi rất đau đầu với Lơ Mi Zaman, vì vậy gã trợ thủ bày mưu cho hắn bắt ông. Nhưng không ai khác chính là Forden, kẻ chỉ cần có tiền là sẽ làm tất cả. Anh ta say đắm vũ nữ nóng bỏng. Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần khiến bao chàng trai say đắm, một thiên thần khiến cánh đàn ông thèm thuồng. Vừa mới tắm xong chưa kịp thay đồ thì bị tên dê sùng cầm hoa đứng canh cửa. Thay vì nghĩ đó là một cảnh lãng mạn, sẽ được nàng cho xúc 9 tấn than, nào ngờ ăn được một cái tát trời đánh. Forden thách cô tát thêm cái nữa vì nếu nghe được câu chuyện của mình, cô sẽ khóc mất vì bà của anh vừa qua đời. Ok, vậy thì thêm vài cái nữa. Bà của anh đã ngỏm 4 lần rồi, cái lòng bàn gì lắm vậy. बंद कमरे में इश्क करने वाले तो यहाँ रो लोगों से पेट वो होता है जो बेखौफ पूरी नहीं। तन में मकी पाठशाला करो की चाल पे चुकी है दर्शन अब प्रसाद देगी हाथ में आला
gã trợ thủ đưa anh tới gặp Messi bàn bạc về vụ bắt Lơ Mizaman. Vì ham mê giàu sang nên Foden bán đi hạnh phúc đời mình. Anh ta chấp nhận giao dịch nhưng với một điều kiện, anh ta cần thêm bạn thân của mình giúp sức. Nhưng phải thả bạn anh ra trước đã, vì nhờ Foden mà anh ta phải vào tù. Đúng là tên bịp thế kỷ lừa luôn cả bạn mình. Cũng may anh bạn này nghiện rượu nên Foden nhanh chóng nhờ giúp mình đi tìm Lơ Mizaman. Ngoài biển khơi có một con tàu của công ty Đông Ấn, dưới hầm rượu có hai kẻ đang trốn ở đó. Kẻ thì say sưa uống rượu, kẻ thì sợ hãi khi bị nhốt ở đây. Tất nhiên hai người phát hiện có tiếng động lạ, vén màn lên thì thấy một đám người đang bị nhốt phía trong. Họ bị phát hiện và chờ đợi để ném xuống biển. Đứng trước cơn sóng dữ dội, thánh mùng mép Foden câm lặng vì gió rét. Anh cầu xin mấy thằng lính anh, nhưng chúng cứ dí kiếm vào người anh và đẩy anh ra mép của ván cầu. Bất ngờ con tàu bị tấn công khiến hai kẻ chờ đi ăn gà kia treo ngược trên mạn thuyền. Phía trước chính là con tàu của Lơ Mizaman đang chuẩn bị cướp thuyền. Ông ta dẫn dắt đoàn hải tặc của mình tràn sang đánh chiếm. Hai thanh niên thấy Lơ Mizaman đang chém điên cuồng nên cũng run thụt cả vòi vào. Đột nhiên, Foden chạy ra chém bọn công ty Đông Ấn. Anh đã lọt vào mắt của Lơ Mizaman, thấy có đồng minh nên ông tha cho cả hai. Còn Diana tiếp tục đứng từ trên cao nã tên xuống. Cô chạy trên cột buồm rồi đu dây sang tàu tham chiến. Vì nàng quá ngầu nên Foden đứng trơ mặt ra nhìn cô bay lượn mà quên mất mình đang làm gì. Foden kịp thời đỡ nhát chém của kẻ địch cho Diana, tiện thể nhìn nàng một cách gần hơn. Tưởng chừng đã dọn sạch, nào ngờ có kẻ lại nhắm bắn Diana. Foden đang tìm cách trốn, ai ngờ thằng khứa nào ném móc ngay chỗ anh khiến anh tự quay về chỗ cũ. Nhờ vậy mà vô tình đỡ đạn hộ nàng, Diana cảm động hạ luôn tên còn lại, Lơ Mizaman đưa thần bịp về nơi ẩn náu. Sau 4 ngày cứu chữa thì cũng khỏe lại, vừa hồi phục thì đã thấy cảnh khử gián điệp đang sắp bị chém ngòm. Nghe tới gián điệp, hai thanh niên cũng sợ vãi nước ra quần. Lơ Mizaman đi xuống và gọi Foden cùng bạn anh lại, tưởng sắp phải đi ăn gà nhưng không ngờ là được khen thưởng. Thần bịp xin được gia nhập băng đảng của mọi người tự do chu du khắp nơi. Buổi tối để chúc mừng cho chiến thắng, họ ăn uống và hát ca. Sáng hôm sau, Lơ Mizaman dẫn đầu chiến hạm của mình tới Vương quốc Đồng minh, đến nơi mọi người đều tản ra để tránh sự chú ý. Vô tình trong lúc xin nước, Foden bị tên trợ thủ của Messi phát hiện. Hắn cũng đang nằm vùng ở đây. Gã ta hỏi về tin tức của Lơ Mizaman và thần bịp chỉ nói khi có thể an toàn rời đi. Lơ Mizaman đang bàn về việc nhận tiếp tế với quốc vương thì đột nhiên, Foden thông báo rằng họ đã bị phát hiện. Khắp nơi đều là lính Anh, người bạn thân vì bảo vệ ông nên đã hy sinh. Lơ Mizaman rất tinh ý, thấy có vấn đề, liền rút đao ra chém thần bịp. Cả hai hết chém trên lan can lại nhảy lên chém trên không trung. Đã vậy bên ngoài lính Anh đang nã đại bác vào trong. Đám lửa dần dần lan lên đến tấm ván và làm đất dây thừng khiến Lơ Mizaman mất thăng bằng rơi xuống. May thay anh vẫn bám được vào rìa. Trước khi kịp rơi xuống đất thì may mắn Foden đã tóm được ông. Tình thế trước mắt Lơ Mizaman bắt buộc phải hạ bệ con tàu đang nã đạn ngoài kia. Ông biết rằng mình sẽ khó trốn thoát nên lại một lần nữa tin tưởng Foden. Một mình ông xông ra ngoài khơi, còn anh tìm cứu Diana. Anh cưỡi con chiến thần lửa xông tới, gọi tên Diana và kéo cô lên ngựa chạy đi, còn ở bên kia. Lơ Mizaman dùng chiếc thuyền nhỏ cứ thế lao thẳng và đánh bom cảm từ chiến thuyền. Quay lại nơi trú ẩn, mọi người ai nấy đều đau buồn trước sự ra đi của Lơ Mizaman. Họ làm lễ và cầu nguyện cho sự ra đi của thủ lĩnh. Còn Foden đi đến gặp Messi để đòi phần thưởng và muốn có một cuộc giao dịch mới lớn hơn. Thần bịp gọi con lừa bé bỏng vào và lấy ra bản đồ chỉ đường tới hạm đội của Lơ Mizaman. Sáng sớm hôm sau, đội quân của Messi tiến vào hang ổ của Lơ Mizaman theo tín hiệu của Foden, nhưng tin con lợn này là bạn dở rồi. Chưa kịp cập bến thì đã bị mai phục, bẫy đá làm chìm một con thuyền, kế tiếp một con thuyền nữa bị nổ tung. Cả đội quân mất phương hướng quay như trong chóng, quân mai phục từ đâu đu dây xuống tấn công. Thần bịt tưởng chỉ biết lừa nhau, nào ngờ võ công cũng thâm hậu. Đội quân hải tặc toàn thắng và để cho bọn tàn quân cút đi.
Foden được mọi người tung hô, kể cả người bạn thân cũng tin vào anh. Bên bờ biển, Diana xin lỗi Foden vì đã nghĩ sai về thần bịp và giao cho anh thanh đao của Lemmy Zaman. Nhưng tối đến anh ta trả lại thanh đao và âm thầm rời đi, trên đường gặp phải con chim lợn của Lemmy Zaman. Nó bám theo và cứ như thể chính là Lemmy Zaman, lời nói của nó bỗng làm lý trí của kẻ lừa đảo rung động. Anh lao về làng báo động địch sắp tấn công mai phục họ vì bên ngoài chúng đã áp sát nổ pháo khai chiến. May mắn mọi người sơ tán kịp thời. Foden đưa mọi người đến nơi ở của cô nàng vũ nữ. Cô hỏi anh ta đến để hỏi cưới hay sao mà nhộn nhịp vậy. Anh cố gắng thuyết phục nhưng ai lại đi tin con lươn chúa này. Họ chờ đợi thời cơ lễ hội diễn ra. Gã Messi cũng đã xuất hiện rồi. Bất ngờ ngoài mong đợi đã xảy ra, thủ lĩnh của họ Lemmy Zaman đang bị chúng bắt. Ông muốn đi ăn cơm sớm nhưng đạo diễn lại chưa cho ngỏ. Muốn để Messi chém đầu Lemmy Zaman nhân danh công lý. Thần bịp cùng đồng bọn bắt đầu nhảy múa. Đến hồi kết, Foden đưa súng cho Diana nhảy ra bắn gã Messi. Nhưng bất ngờ cho em gái rằng súng không có đạn và anh lại quay ngắt 180 độ chĩa súng ngược lại cô. Cả hạng đội chịu đi ăn gà để cứu công chúa. Lươn con Messi nói với thuộc hạ ngày mai sẽ treo cổ tất cả. Sáng hôm sau, lươn chúa mang bánh tới nhà tù mời bọn lính canh. Sau đó tới trước mặt Lemmy Zaman và đắc ý khi bắt được ông. Không ngờ cú lừa lại tới tiếp tục, bọn lính canh ngã gục lăn ra đất. Tất cả những người theo phe Lemmy Zaman được thả ra, nhưng đến lượt Diana thì lại bị cô cho ăn tát. Lần quyết chiến cuối cùng sắp diễn ra thì Foden bảo mình đang chấn thương trốn gấp. Cả đạo quân trốn ở trong hình nhân diễu hành chờ cơ hội xông ra, chỉ chờ khi các ác nhân dương cung lửa ra là cả bọn lao tới tấn công. Trận chiến nổ ra vào đây cũng là cuộc tổng tấn công cuối cùng của họ, ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh bạn thân nhân cơ hội ném bom khiến tường đổ, người dân cứ thế tràn vào chiến đấu đến cùng, các ác nhân thấy không ổn nên ra lệnh chuẩn bị tàu chim cút trước. Lemmy Zaman và Diana lại chiến đấu bên nhau còn Foden được lệnh rút lui. Chưa đi được bao xa thì tên trợ thủ chĩa thẳng súng vào đầu, đang định mang bài cũ bà ngoại ngỏm để rủ lòng thương. Nhưng thật ra, ông ta không muốn hại Foden, chắc vì bị cắn rứt do thấy gã chủ nhân của mình quá tàn nhẫn. Messi trên đường tẩu thoát bị lươn chúa mai phục sẵn, anh tung người đạp thẳng vào gã ác nhân. Hắn rút kiếm chém nhưng Foden né được và đá văng kiếm đi. Anh dùng dây xích xiết cổ gã, giằng co một hồi thì bị đẩy ngược suýt rơi xuống. Foden rút chốt khiến cả hai ngã nhào xuống. Chưa kịp chém Foden thì Lemmy Zaman xuất hiện, ông ném dây thừng chặn lại. Mối thù hại cả nhà bây giờ đã đến lúc trả. Diana đối đầu với kẻ địch lớn nhất đời mình, ngọn lửa hận trào dâng cao vút. Cô bay người né viên đạn rồi tóm lấy cây cung lửa đạo diễn để sẵn. Dương cung và nhắm nhưng lại sượt ngang cổ hắn ta bay vào pho tượng phía sau. Nó nổ bay đầu rồi rơi xuống trên đầu tên Messi. Cuối cùng thù cũng đã báo được, cô ôm chầm lấy Lemmy Zaman hạnh phúc với sự tự do sắp tới. Bình minh cũng đã rạng và lá cờ của vương quốc được treo lên. Cuối phim, lươn chúa rời đi trong âm thầm nhưng vẫn quen thói ăn cắp luôn chiếc tàu, chiến hạm và đống trang sức của nàng. Anh lại tiếp tục cuộc hành trình lừa đảo của mình. Hứa hẹn với sự giúp đỡ của đạo diễn, chúng ta sẽ lại được ăn cú lửa liên tục như thế này nữa. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.